我que se llaman tôi tôi là tha nốt của gà Lâm Nghiệp TV nhé. Hôm nay tôi sẽ chỉ cho các bạn cách để có thể lấy biến hành vampire nhé. Cách để biến hành vampire thì đầu tiên ấy là các bạn phải có cái stone mask này cho mình. Stone mask thì nó tìm hơi khó chút, cho nên các bạn ráng tìm nhá. Tôi đã tìm các bạn đâu, bởi vì tôi đâu có trong xe mà các bạn. Ok, thì đầu tiên ấy là nếu mà các bạn có Harmon ấy thì các bạn phải đi xóa nó. Nhưng mà làm sao để xóa nó thì đầu tiên ấy là các bạn kiếm 3 cục kim cương giúp mình nhá. Rồi, các bạn hãy đi qua đây nhá. Đi qua bên đây. Rồi, sau khi qua đây rồi các bạn nói chuyện với thằng Matthew này cho mình nhá. What's be favorite steel Matthew pen? Hello bro. What? Cái gì vậy? Oh, xin lỗi, tôi vừa giật. Nói chung tôi sẽ dán để dịch nó làm sao cho mà nó thì nó có thể đơn giản và dễ hiểu nhất cho các bạn nhé. Tôi không có dịch ngoằn ngoèo đâu. Thì nó nói là tôi vừa mới làm một cái hack lua scripting và tôi vừa tìm một cái gì đó free out rồi. Quá cái gì vậy? Well, thì nếu các bạn đưa cho tôi 3 cái kim cương thì tôi sẽ would be nè. I would be. Tôi sẽ reset cái fighting style của bạn bằng cái lấy dùng cái script của game này thì các bạn điêu nha. Nếu như bạn có 3 cái diamond. Rồi, sau đó thì nếu mà anh em đã đeo mặt nạ rồi, khi sau khi các bạn xóa sau khi anh em các bạn xóa cái Harmon và các bạn đeo mặt nạ vô thì các bạn sẽ thấy giống như tôi là các bạn sẽ có một cái thanh gì đây này nhá. Rồi, sau đấy thì anh em từ cái chỗ sale này nhá, anh em đi qua đây giúp mình nhá. Đây là cái chỗ ngắn nhất và nhanh nhất để có thể để có thể là vô được cái quán bar nhá. Quán bar để làm gì thì anh em quán bar để lấy học skill ấy. Chết. Ôi đi mẹ, cút ra cho bố mày cái. Rồi, sắp đai rồi. Anh em sau khi xuống đây nhá. Anh em đây này, đây tôi sẽ chỉ hướng đây. Anh em đi qua trái nha mày. Đi qua trái rất to nhá. Rồi sau đó anh em đi qua phải. Giọng zombie rồi đi qua phải nhá. Đi thẳng đây thì các em sẽ thấy một cái chỗ này. Anh em đi vào trong cái này nhá. Trong cái chỗ này. Trong video này tôi sẽ làm cho những gì mà đơn giản nhất cho anh em nhé. Rồi, sau khi đó thì anh em nhập một con này này. Tôi thấy cái này tên là Elder Vampire Rumi, có nghĩa là một cái con ma cà rồng mà lớn tuổi. Dịch ra là vậy. Greeting fellow Wayman này. Chào mừng tất cả những cái con ma cà rồng và chúng tôi đến tại đây. Tôi sẽ dịch dễ hiểu nhất cho các bạn nhé. Tôi không có dịch ngoằn ngoèo gì đâu. Bạn là người mới, bạn là con mà cả thằng mới đúng không? Nếu mà cái khúc này tôi đọc là tôi là một loại ma cà rồng mới, nghe nó khúng đúng lắm, cho nên tôi sẽ nói là tôi là một con ma cà rồng mới, đọc ngắn gọn, nghe đọc cái kia khúng đúng lắm. Speak your quick person. I would be willing to take you the way mày sẽ, có nghĩa là kiểu như là nó muốn chỉ cho các bạn cái way mà cái hướng đi của cái bản thân nó. Và am I really, tôi đã sẵn sàng chưa? Cái này tôi không biết là nó tự kỷ hay là nó đang hỏi mày nữa. Tôi chỉ bạn cái bước đó bằng cách là bạn hãy Way of Vampires. Cái từ này thì mình cũng không rõ lắm. Nhưng mà chắc là đó là một danh từ, động từ gì đó mình chả biết. Nói chung là một cái skill Way of Vampires có nghĩa là kiểu như là cái nước đi của cái một cái rồng. For 5.000 đô. For 5.000 thôi, for 5.000 tiền. Alright. Cái con này thì bán máu thôi. Máu thì bán máu để tăng cái này nè. Tăng cái này nó sẽ hồi máu cho anh em. Con ma cà rồng nó hồi máu hồi bị gắt nha anh em. Đấy. Ok, để tôi uống máu vô. Đấy. Đó này hết rồi nha. Tạm biệt mọi người. Bye bye nha.